hello các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến. Có mạng lại hả? Đó, Cộng sản Cộng hòa tiếp tục like. Anh chị, các bạn thấy ở trong này nó là một cái vùng đồi núi, nhưng mà dưới đây nó có một cái hồ lớn lắm. Cái hồ này anh chị, các bạn biết á, chính phủ họ khai thác ra, vừa làm du lịch, mục đích của nó là để ngăn chặn, kể để nhặt sao đó anh Đức, nó ngăn chặn những cái dòng lũ lụt. Tại vì ở bên này đó có những, như những cái tháng mà nó mưa bão lớn đó, nếu mà cái hồ này mà không giải quyết được cái lượng nước nó đổ về thì nó sẽ ngập hết cái thị trấn Sa Lôn, ngoài những cái thị trấn ở ngoài kia anh chị các bạn biết. Cho nên những cái lòng hồ như vậy, ông chính phủ ông khai thác trở ra để đặng mà dự trữ nước, vừa dự trữ nước, nó là cái reservoir, nó giải quyết được lũ lụt hả? Đúng rồi, đúng rồi, anh đi chơi trễ một chút, mình đi trễ một chút nữa nó ra. Cho nên những cái mô hình dân sự trong này, nó có những cái làng xa xa xa, nó có những cái làng họ tự động họ lập lên rồi họ kéo điện về họ sống. Có những người họ thích sống như vậy, họ thích sống nó tránh xa những thành phố đô thị nó ồn ào, và họ làm nông nghiệp. Các bạn thấy Mỹ thì nói chung nó muôn màu muôn mặt, cái gì nó cũng có cái mục đích và nguyên nhân đó. Nếu mà anh chị các bạn sẽ nghĩ là máy này nhìn sẽ không nổi xa xa cả nói, nếu mà nhìn đây xuống thì cũng vài chục cây số, nó có một cái khu làng ở dưới đó, nó cũng có quán xá, nhà cửa nhỏ không à, chứ không có trù phú lắm. Và người ta sống như vậy đó, người ta canh tác nông nghiệp. Khi nước nó xuống những cái bờ hồ như vậy, những cái mùa nước lớn á, thì nó sẽ giải quyết được lũ lụt ở những nơi khác, nó chứa mà, rồi nó lấy nước đó nó sẽ lọc lại và nó đưa về cho dân sự xài, nó bán lại. Thưa các bạn biết, nên đây nó không có cái gì mà nó cho phi đâu, nó bán lại. Thường thì những cái khu vậy người ta nuôi bò, ta nuôi bò nhiều, bò dê cừu, nó đi nó ăn cỏ, ăn to rồi tự động và nó về lại những cái khu vực của nó. Đất đai là có chủ hết á, đất đai ở đây là người ta làm chủ hết. Cái lòng hồ này lớn lắm, cho nên ông nhà nước ông vừa mở công hai ba chuyện, ông làm thành một cái khu du lịch. Như những ngày nghỉ lễ như vậy á, người ta kéo tàu đó, chị các bạn thấy nhìn cái lòng hồ không? Thì tôi nghĩ là máy này nhìn không biết có nổi không, cái lòng hồ rất là lớn. Cá bass nó cũng là một loại dòng họ cá mè ở Việt Nam anh chị không? Tại khái là vậy. Nó cũng khoảng cái loại dòng họ của cá mè. Cá bass ngon lắm. Rồi cá bi, những cái loại cá bên Mỹ này nó cũng một cái loại dòng họ của cá bass, cá rô, cái rô phi mà nó không phải vậy. Đấy, lòng hồ lớn lắm. Mục đích của nó là để khi mà mưa những cái năm, những tháng trời mưa quá lớn đi, nước sẽ dồn về cái lòng hồ này ở cái thị trấn này, nó để nó chống lụt cho những cái thị trấn ở Sa Lôn ở trên này. Mấy cái thị trấn trên này nói chung nó cũng hoang sơ lắm, gọi là ngoại ô mà anh chị các bạn thấy đời sống ở bên này. Nhưng mà mọi những cái sự mà phát triển ở vùng nông thôn thì đa số là những người dân họ phải tự cung tự cầu tự cấp, chứ không phải là chính phủ, cái gì cũng chính phủ cũng làm. Ông chỉ xây đường thôi, nhiệm vụ của ông là ông xây con đường, ông xây con đường chính, chứ không phải là xây còn những con đường phụ đi vô trong đất của mình đó, là mình phải tự ban ra, tự làm đó. Ví dụ như những cái hộ dân đông thì họ mua đá sỏi, loại đá nhỏ mini về họ làm để đặng mà họ nâng cấp lên cho nó hoàn chỉnh hơn. Các bạn biết những cái khu như vậy, khi mà ông chính phủ xây lại thành một cái khu du lịch rồi đó, không phải là vô là không đóng tiền đâu. Vô phải đóng tiền xe nè, tiền tàu nè, tiền bãi nè, rồi phải đóng giấy phép đi câu nữa. Nó tạo ra nhiều cái lợi tức cho ông chính phủ. Ông chính phủ ông đâu phải mình đóng thuế rồi ông làm ra những cái dịch vụ vậy mà mình xuống đó mình hưởng đâu, không có chuyện đó đâu cưng. Các bạn biết đi câu thì cũng phải mua giấy phép thành nghề, giấy phép đi câu, nó lộn xin lỗi, giấy phép đi câu tàu cũng vậy, mình cũng phải mua giấy đăng ký, đóng giấy đăng ký hàng năm, rồi vô bãi đó xuống vô bãi đóng tiền bãi cho xe, tiền bãi cho tàu. Mỗi lần mình hạ tàu là chỉ đóng trong vòng 24 tiếng đồng hồ nha,
nếu mà ở hơn 24 tiếng đồng hồ phải ra mua tiếp. Nếu mà mình không đóng á, nó phạt mình gấp 3 lần. Gấp để coi, kỳ đó đi phạt 75 đô mà trong khi đó mua cái lệ phí chỉ có 15 đô rồi. Thì các bạn nghĩ đi, đóng tiền là tiền phạt 75 đô. Nếu mà mình không mua cái giấy phép để đi vô bãi. Chứ đâu phải là ông chính phủ ông chưa tới còn được quan được trên nữa. Và đâu phải là ông chính phủ ông mở những cái dịch vụ ra rồi cái bình ký vô đó là ngồi mình hưởng đâu. Không có chuyện đó đâu cưng. Nếu mà không mua thì mình không đóng giấy phép, mình không có giấy đăng ký tàu, giấy phép đồ này kia đi câu cũng vậy. Đấy. Mình không có giấy phép thì nó phạt chết. Ra sợ lắm. Ở bên Mỹ này đụng vô vấn đề phạt đồ. Ông chính phủ cũng phạt, không phạt.